Giống với set 10, các bài reroll 3 vàng mùa 11 đang tỏ ra quá mạnh mẽ. Từ Yone, Tristana đến Afe. Hôm nay hãy cùng cà phê nhân phẩm học hỏi cách triển khai con bài ông bụt vũ trụ, bot như thế nào để có thể đạt thứ hạng cao. Giúp anh em thăng tiến vù vù trong rank nhé. Anh em mình, vào việc. Nói qua một chút về thần thoại cũng như kỹ năng của bot. Tổng này có cơ chế khá tương đồng với chiến tướng mùa 4, giúp các thần thoại được tăng máu, AD cũng như AP. Và sau 4 giao tranh, chúng sẽ hóa thành sử thi, các chỉ số cũng được tăng thêm 50%. Kỹ năng của bot sẽ triệu hồi những chiếc chuông cổ đại, giúp ông gây thêm sát thương vật lý và sát thương phép trong 6 giây. Giống nhiều team khác mùa này, sẽ có khá nhiều hướng tiếp cận dành cho mùa vũ trụ. Đầu tiên phải kể đến form Flex 3 vàng với Sivir, Riven, Nico, Bat, Tamkench, Zoe và Soraka. Với form này, không chỉ Bat và cá chê mà anh em sẽ roll cả Zoe và Soraka. Khi đó ta sẽ có được rất nhiều nguồn sát thương. Dù chỉ ở mốc 3 thần thoại, nhưng với hàng loạt hệ bổ trợ như quý nhân, tăng giáp kháng phép hay pháp sư sẽ biến Zoe và Soraka thành một carry thực thụ. Lên 8 lên 9, anh em kẹp vào Ngộ Không, Rakan, thêm quý nhân, thiên cung hay Nautilus, Huy để đạt mốc 5 thần thoại nhé. Anh em cũng có thể chọn một hướng đi khác với form 4 đấu sĩ ở cấp 7 làm xương sống là Sivir, Riven, Bat, Tamkench, Silas, Galio và Lilia. Vẫn chỉ là 3 thần thoại, nhưng bù lại, tuyến trước sẽ cực kỳ vững chắc với lượng máu khổng lồ cộng thêm từ 4 đấu sĩ. Lên được 8 thì Alun kích 2 hệ, Hắc Ám cùng thuật sĩ đem về mana cũng như giáp ảo cho toàn team sẽ là lựa chọn tiếp theo được hướng tới. Thuận lợi đạt đến cấp 9, anh em có thể kẹp vào Rakan kích quý nhân, bổ sung giáp kháng phép cho team nhé. Đã điểm danh xong, sau đây ta đến với phần triển khai. Vì bot là một con tướng rất cần đồ chuẩn, nên đầu game anh em có nhiều cung hay gậy thì mới nên hướng tới. Form dev đầu game cũng không khác các đội hình hot meta khác là bao. Đầu tiên là form 3 sử gia với Sivir, Garen, Riven. Kale được triệu hồi sẽ giúp anh em có thêm một nguồn đam. Nâng cấp dành cho Kale thì có hai lựa chọn, đỏ cho thêm tốc đánh, còn xanh lá giúp team có thêm giảm giáp kháng phép. Khi đó, anh em sẽ không cần tốn slot cho giáp vai hay nỏ xét nữa. Ngoài ra, form Kog'Maw, Cho'Gath, Nico cùng Malphite cũng là lựa chọn không tồi cho anh em với 3 thần thoại, 2 thiên cung, 2 khổng lồ. Đồ bot sẽ cho Sivir hay Kog'Maw cầm tạm, còn đồ thủ cứ cho Garen nhé. Lưu ý là anh em cũng nên bắt thêm Sivir hay Garen khi các con này đã lên 2 để có thể thay đồ về sau nhé. Tiếp tục với quá trình eco đép máu đầu game. Giai đoạn này, anh em cứ tiếp tục dùng tiền để lên 7 nhanh nhất có thể, đồng thời tùy ý bổ sung các tộc hệ còn dang dở. Bat hay cá chê xuất hiện thì anh em cứ bán Sivir hay Garen đổi đồ luôn. Một phần, Bat 1 sao đã mạnh hơn Sivir 2 kha khá. Phần còn lại sẽ giúp anh em tranh thủ thời gian tích số cho thần thoại. Sau đấy nếu thuận lợi, anh em sẽ lên 7 ở 3.5 và tìm kiếm form hoàn chỉnh ở cấp 7 như mình đã nói ở trên. Lên được Bat cùng Tamken 2, anh em sẽ còn lại tầm 20-30 vàng. Khi đó đừng nên roll cạn mà hãy eco lại, sau đó dùng lợi tức mỗi round để slow roll nhé. Dàn thần thoại 2 sao qua 4 combat sẽ vô cùng mạnh mẽ. Anh em sẽ dễ dàng đép được ở giữa game mà thôi. Đội hình này mạnh nhất khi giáp vàng được tất cả carry và lên cấp cũng chẳng còn gì để kẹp nữa, nên anh em cứ từ từ mà slow roll. Không chỉ bot hay cá chê mà anh em cứ bắt hết Zoe hay Soraka nữa nhé. Nếu Soraka Zoe không xuất hiện quá nhiều mà thay vào đấy là các tướng 4 vàng như Galio hay Lilia thì anh em nên xoay form 4 đấu sĩ, chứ đừng cố chấp roll mấy con này 3 sao. Đang slow roll mà không đép được, thua nhiều quá, thì anh em nên xả tiền để giáp vàng luôn nhé. Thuận lợi lên được Bat cùng Zoe hay Soraka 3 sao, lúc này đội hình đã gần như không thể thua với lượng sát thương khủng khiếp từ các carry. Khi đó, anh em sẽ tập trung vào việc nâng cấp đội hình, bổ sung các tướng 5 vàng mạnh mẽ để có thể đối chọi với các form hot meta khác giai đoạn cuối game. Vì đã tròn form nên lên 8, anh em cứ kẹp tạm một con thiên cung nào đấy. Lên 9 thì hãng thay 5 thần thoại vào. Trong quá trình áp cấp, anh em cứ kiếm thêm đồ cho Soraka thôi. Hay đã theo hướng 4 đấu sĩ rồi thì sẽ kẹp Alun kích 2 hệ như mình đã nói ở trên. Form 4 đấu sĩ thì rất cần một carry khác để có thể chia sẻ nhiệm vụ gây sát thương với bot. Khi đó, Lilia sẽ là lựa chọn phù hợp nhất để có thể cầm đồ. Thuận lợi lên 9 lên 10, anh em kẹp vào Rakan như mình đã đề cập.
Team này xếp cũng khá đơn giản và không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng. Anh em cứ xếp bát cùng phía với kêu để tận dụng hiệu ứng giảm giáp kháng phép của thiên thần phán quyết. Cá chê cũng cần được xếp cùng phía với bát để có thể che chắn cũng như né đi các chiêu thức khó chịu như hầm mộ hàn băng của Lissandra hay hủy diệt đấu trường của Seth. Zoe hay Soraka, anh em cứ xếp chung với bát để có thể dồn sát thương, hạ gục hàng thủ nhanh nhất. Nautilus có khống chế diện rộng hay Galio khiêu khích đối phương, cả hai đều có thể tận dụng để quấy rối carry địch, tạo điều kiện cho bát được thoải mái chơi game. Đồ cho bát tất nhiên sẽ là cuồng đao, bổ sung tốc đánh. Tiếp theo là một món hồi phục như bàn tay hay kiếm súng. Bàn tay sẽ giúp sát thương to hơn, còn kiếm súng đem lại hồi máu cho các tranh cơ phía trên. Anh em cứ tùy ý xoay chuyển theo mảnh đồ mình đang có. Vì đã có kêu nên anh em cứ lắp đồ thuần tranh cho Tam Kench, tối ưu nhất sẽ là giáp gai, vuốt rồng, giáp máu. Dư mảnh đồ phép thì sẽ là Sojin, găng bảo thạch cho Zoe hay Soraka nhé. Một phần không thể thiếu chính là các nâng cấp. Giống các bài reroll khác, anh em sẽ cần xây dựng đội hình hay túi đồ siêu hùng để có thể giáp vàng bát hay Tam Kench dễ hơn. Vì đã gần như tròn form ở 8 nên anh em có thể chọn tiến hóa tự nhiên, nhờ đó có thể dùng toàn bộ vàng cho việc roll. Các nâng cấp combat thêm tốc đánh như bản thân, cây cung thần tốc hay tiếp sức đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Khảm bảo thạch đem về tỷ lệ chí mạng, suy tâm luận bổ sung sát thương hay độc dược sĩ và cầu hồi phục giúp phục hồi lại lượng máu đã mất cũng cần được xem xét. Huy hiệu thần thoại cũng là một nâng cấp không thể bỏ qua, giúp anh em hướng tới mức 7, nâng đội hình lên một ngưỡng sức mạnh mới. Phần cuối cùng, như thường lệ, anh em mình cùng điểm qua ưu nhược điểm nhé. Nói đến ưu điểm thì đương nhiên phải nói đến khả năng giữ máu cực tốt của đội hình này. Sử gia hay thần thoại đều là các form dev gần như bất bại đầu game. Giữa game thì chỉ cần cá chê và bát 2 sao đã giúp đội hình anh em công thủ toàn diện rồi. Có thể tận dụng gần như toàn bộ mảnh đồ rơi ra. Đồ thủ cho Tam Kench, Galio, đồ vật lý, tốc đánh thì tất nhiên là cho ông Bụt. Các mảnh phép còn lại thì những Soraka, Zoe, Lilia hay Huy đều có thể dùng cực tốt. Còn nhược điểm thì đương nhiên rồi. Việc roll một con tướng 3 vàng 3 sao chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tưởng tượng anh em bị kẹt ở 8 bát, trong khi lượng vàng còn quá ít ỏi thì quả là bất lực đúng không? Thêm vào đấy, đội hình gần như tròn form, khó có thể flex các tộc hệ hot khác trong meta như Long Vương hay Hiền Giả. Và đó là tất tần tật kinh nghiệm tụi mình đúc kết được khi triển khai thuần thục giáo án này. Hy vọng anh em thực chiến thành công. Nếu có thắc mắc gì, hãy để lại comment nhé. Và đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chưởng vào nút chuông để không bỏ lỡ các giáo án nhà cà phê nhân phẩm. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau.